Xin chào quý khách, đây là mẫu chiên đồng đường kính 60 cm, chạm dầm của Phong Vân, đây là chạm hai đầu trầu bản quyền của chúng tôi, đường kính một chiên mà rộng 60 cm. Cân nặng của chiên thì là khoảng 8 kg, thì chiên này được đúc bằng đồng trầu và đại sử Phong Vân. Quý khách có thể nghe thanh của nó chiên, quay cảnh những cái thanh nghe chiên nó rất rõ. Bán chiên ở tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua cửa hàng của chúng tôi để mua chiên, hoặc là lên website phongvanf.com để đặt mua hàng online. Cũng có thể gọi số hotline 0913 809 628 để gọi được tư vấn cũng như là để gặp mua hàng trực tiếp với Phong Vân. Thì năm mới xin chúc quý khách một năm mới thành công và phát tài. Quý khách có nhu cầu mua chiên trồng của Phong Vân thì liên hệ đến cơ sở Phong Vân có được báo giá cũng như là giao hàng cho các khách. Xin chào các khách.